Để mình xem trên Facebook dạo này có gì hay không ta. Trời ơi, không có gì hay hết đó. Dạo này trên Facebook không có gì hết đó, chán quá trời chán luôn. Còn trên TV thì không có gì để coi hết đó, toàn ba cái nhảm không à. Được rồi, chắc là bây giờ mình phải xuống nhà thôi nào, để mình kiếm rồi có cái gì ăn không nữa. Ok, mình đang đọc truyện nhưng mà thôi kệ đi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ xuống nhà coi. Yeah. Ok, coi TV phải rồi. Để mình xem một cái chương trình này phải rồi, mình sẽ lấy đồ ăn nè. Tiếng gì vậy? Tại sao mình lại nghe tiếng gào thét với lại tiếng bắn súng bên ngoài vậy? What? Có chuyện gì vậy? Oh my god, trời đang mưa. Ôi trời ơi, trời đang mưa rồi. Có chuyện gì vậy? Trời ơi, cái gì thế này? Tại sao máu? Oh my god, tại sao máu lại ở đây chứ? Còn còn ôi, có nhà đang cháy nữa. Mọi người, tại sao mọi người lại chạy như vậy? Trời ơi, máu quá trời luôn nè. Ui rồi, giật hết cả mình. Đây là người đàn ông nào thế này? Tại sao lại nằm ngay nhà mình? Anh ơi, anh ơi, để mình thử coi mũi ông còn đỡ không đã. Trời ơi, ông chết rồi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Để mình hỏi thử ông này thế nào. Giết hoặc bị giết. Nanikade. Tại sao lại bị thế này chứ? Oh my god. Oh no! Nhà của mình. Tên nào? What? Tại sao nó lại bị như thế này? Cái thực ra là chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Để mình hỏi thử ông này. Ui trời ơi, ông cũng nằm im luôn rồi. Ông ơi, thực ra đây có chuyện gì vậy? Cậu không biết gì sao? Ngày hôm qua bản tin đã đăng á là hôm nay sẽ là ngày tận thế của nhân loại, và có một loài sinh vật hình như đó là con mèo, nó đang thống trị cả thế giới này và nó thả ra những con zombie. Những con zombie nó đã khiến tôi như thế này đâu. Cậu hãy chạy trước khi quá muộn đi. Cái gì cơ? Cái gì thảm họa zombie, cái gì mà con mèo đứng sau tất cả gì nữa, cái gì thế này? Vậy là thế giới của mình nó không còn bình thường rồi. Ủa, đây là cái hộp gì đây? Ui, oh my god, trong đây có súng. Trời ơi, trong đây có súng này, ngon. Ôi trời ơi, vậy không 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 ngờ là cho mình lại được lần đầu tiên mình cầm súng luôn. Oh my god, thế thì bây giờ nhà của mình nó đã tan tành như thế này rồi, mình không còn nơi nào để ở nữa. Mình mà biết tên nào đã bắn vào nhà mình thì mình chắc chắn sẽ xử tên đó mà. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ đi nhờ người khác cứu viện thôi, chứ đứng ở đây cũng không làm gì. Mọi người dân đang chạy rất là tán loạn luôn, bây giờ mình phải đi nhờ cảnh sát nào để xem. Ôi giời, oh my god, nó là con cá sấu sao? Trời ơi, thành phố của mình. Oh my god. Được rồi, mày chết đi. Ủa, nó không chết. Mày một đứa. Ui, cái gì này? Rồi hết hồn. Trời trời, mày ơi, như mình mới thấy con gì đó phải đúng không ta? Oh no, không không không, để đây 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 chính là con zombie mà người đàn ông kia đã nói sao? Mày, oh my god, hình hình như đó là con người phải, nhưng mà hình như hồi họ đã bị dính chất độc hay sao á. Con nhện. Mày, oh no, oh my god. Rồi mình có thể làm sao để có thể chiến đấu lại bọn chúng với cơ thể như thế này chứ? Ôi trời, bọn nó thấy mà. Con gì đây? Oh shit. Hình như cái này có vẻ là máu nhỉ. Bây giờ mình phải bắt đường qua đây xem nào, coi có gì bên đây không đã. Ôi, có con ngựa ở dưới kìa.
Nhưng mà không sao, con người nó chắc chắn sở thú ấy mà. Mày mày ui, nó lại phân chia nữa kìa. Oh my god, và trời vẫn đang mưa rất là lớn. Ở đây có cái con gì nè mày. Hết đèn rồi mày. Ôi trời trời trời, shit, mình bị té. Trời, sao cái súng của mình hết đạn nhanh đó nhờ. What the heck, sẽ giết từng tên trước. Ôi nó lên kìa. Mày con slam mày, hết. Đây là lần đầu mình bắn súng cho nên rất là khó luôn. Con gà. Ôi trời, có nhiều sinh vật lạ quá. Mày một đứa. Nó lại phân chia ra nữa kìa. Ôi no. Mình không nên. Ôi con nhện này, con nhện này. Mày. Thì ra là cái con đó khi mà mình đứng gần nó mình sẽ bị nổ sao. Nhanh, phải ăn máu chứ nào. Ok. Bây giờ hình như là mình đã hạ được hết những con zom ở đây rồi, trừ cái con slime này thôi. Mày có nhìn nó có vẻ ghê quá. Đây thành phố của mình sao? Alo, nếu ai còn sống thì xin hãy lấy hòn tiếp tế này. Đây là hòn tiếp tế chúng tôi để cho các bạn. Nếu ai còn sống và nhặt được hãy sử dụng chúng và giết những con quái vật và mau chóng đến trụ sở. Chỉ còn 3 tiếng nữa chỗ này sẽ phóng tên lửa và sẽ hủy diệt cả thành phố này. Hãy chạy mau lên. Trời, đằng kia có đồ tiếp tế sao? Oh shit. Vậy là chỉ cần trong 3 tiếng nữa, nếu chỗ này không hết được cái lũ này thì họ sẽ thả tên lửa xuống đây sao? God, có phải gắt đây. Đằng kia có hòn tiếp tế, nhưng mà mình thấy á, thì cái lũ kia khá là đông. Mình nghĩ là mình cần phải trốn. Sau đó chúng ta sẽ chạy lại từ từ. Oh shit, chết rồi, mình phát hiện rồi. Ôi thành chết tiệt này, tưởng là không có tưởng trời hết đạn nó mới đắng chứ. Được rồi, mình sẽ giết tên này. Mày hay lắm. Ok bây giờ mình sẽ ui tôi nói ở đây có rất là nhiều quái vật luôn. Mình phải tên nào cứ đánh mình này. Oh shit không lẽ ma chăng? Ok bây giờ mình phải cẩn thận. Nhanh thình chó chết tiệt này. Ơi tên nào đây? Ôi shit. Ok chạy nào mày. Ôi tên này nhìn bự vậy nhưng mà vẫn dễ đánh nha. Tên nào đang đánh mình đấy? Ui hay lắm, có đồ rồi, có đồ tiếp tế rồi. Mình cần bảo một số thứ à. Ê, mày đánh ta hả? Đánh ta hả? Oh shit. Mình sẽ bỏ cái này ra nào. Ôi sao không nhận được thế này? Oh my god, thì ra đồ tiếp tế trong đây rất là nhiều đồ luôn này. Đây. Chúng ta có một bộ giáp ngon. Hình như có vẻ như là hết đồ rồi. Được rồi, ngon đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra chỗ này để set up đồ mình phát này. Ok, chúng ta sẽ vô nhà đi ha. Ui, vãi cái cửa. Ok, đứng trong này có vẻ an toàn rồi. Này, trong đây của chúng ta rất là nhiều đồ luôn. Bây giờ mình sẽ cất bớt đồ đi. Đây có cái rương nữa không ta? Mình sẽ làm cho nó, bỏ vô cho nó tiện ấy mà. Ok, ở đây thì chúng ta có một cây súng lục mà mình đã nhặt được lúc nãy. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cây súng trường. Yes, có cái này thì chúng ta không sợ. Một cây shotgun, một cây sniper. Nhưng tiếc là chúng ta chỉ có 2 máu. Vậy là mình phải cần cố gắng hơn nữa. Ok, bây giờ thì mình sẽ xuống dưới và xử hết mấy tên kia. Chỉ trong 2 tiếng là chỗ này nó sẽ nổ bơm rồi. Mình cần phải nhanh lên. Ít nhất mình cũng phải hạ được bọn chúng chứ. Ok đây. Chúng ta có shotgun rồi. Để mình cài đạn vô phát nào. 2, 3, 4, 5. Rồi, ngon. Chúng ta có cả sniper cái này. Này, bây giờ mình sẽ nhắm. Đây, ở đây chúng ta có một tên nè. Mày chết nha con.
ở đây nữa. Ui, shit, người sói. Oh my god. Bắn thục rồi. Oh my god, không ngờ ở đây cũng có người sói. Úi, mình vừa mới bắn chúng còn cá sấu thì phải. À mà thôi kệ, sao nó cũng là sinh vật ác mà. Đây. Ui, mày thì đánh tao hả mày? Mình nghe tên bắn súng của tên nào đó. Tên nào móng rồi đấy. Mình đang ở đây, ở đâu thế này? What? Tại sao mình lại ở đây? Ở đây là đâu? Hình như là một cái đấu trường thì phải nha. Oh shit! Đó là một con mèo sao? What the heck? Cuối cùng thì người cũng đã chịu tỉnh rồi sao Shin-chan? Ta đã chờ người rất là lâu rồi đó. Ta thấy người cũng khá là ghê khi đã giết được một lũ quái vật của ta nha. Thế thì bây giờ người có giết được ta không hả? Chỉ những người nào giỏi lắm ta mới mời tới đây để giao chiến với ta thôi. Cái gì cơ? Giao chiến sao? Ôi, ở đây có mấy con mèo nè. Trời ơi, không ngờ cái con mèo như vậy mà mới có thể thống trị được cái thế giới này sao? Ôi, có cơ hội rất là nhiều mèo luôn nè. Oh shit. Được rồi. Thế thì bây giờ ngoài cách mà chiến đấu với mình không còn cách nào ở đây. Được rồi, người nghĩ người có thể đấu lại ta thôi. Chiến đi. Được rồi, nếu người thích thì chiến nào. Ups. Sao nó chết nhanh vậy? Ha ha ha, vậy mà cũng đòi chiến với ta. Ừ, cái tên ngốc kìa, bây giờ mày chỉ cần giết mấy tên này thôi. Ha 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 ha. Người tự giết bọn ta dễ lắm ha, nhóc. Ủa, ai nói vậy? What? Trời, cái gì đây? Tới ba con lận ư? Ôi, mình cứ tưởng đó là mình chỉ giết một con là xong rồi chứ. Bây giờ lại gặp lũ này nữa. Holy shit. Mình cần phải núp trước và giết cái tên thằng Sike này trước nào. Oh shit. Sao lại hết đạn vào này kia chứ? Mày, một đứa, ok, ngon. Ok, mình sẽ set up lại súng cái nào. Đây, ok. Rồi, mình có một cây snipe. Chết mày đi thằng nhóc. Ui. Ôi giời ơi, mấy bạn ơi. Có cái con gì nó nổ làm cho tụi này nó chết hết luôn rồi này. Ồ mày có, mình nghe có tiếng thêm con gì nữa nè. Thằng nhóc. Này, có mấy con mèo nè, có mấy con mèo đồng loại của nó này. Này, mèo nè, ta sẽ không để mày phát sinh ra nhiều nữa đâu. Ok, bây giờ đến lúc chúng ta sẽ giết những con này. Ok, ba con đúng không? Thích thì ba con thôi. Ok, bây giờ mình sẽ lại quýnh nè. Mày, oh shit, úp. Mày giết được một con rồi. Mày, đúng rồi, bây giờ thì chúng ta còn con cuối nữa này. Ok, hai con nó có vẻ yếu, bây giờ chúng ta sẽ đến với con mạnh nhất đây. Ok, rồi bây giờ mình sẽ lại quýnh nó phát thêm nào. Mày, ôi trời, nó đánh thốn thế. Mày, thằng nhóc. Ok, mấy con mèo này dữ quá. Mình không chơi lại được rồi. Ôi, mình phải nhắm ngay đầu nó. Ngay đầu nha con. Ôi, nó vẫn không chết kìa. Ôi, con này đúng là con mạnh nhất rồi. Ok, chúng ta phải chạy trước. Come on. Trời, nó chạy đúng nhanh luôn á. Oh, shit. Mày. Ôi, cái súng của mình khó bắn á. Ok. Thằng, ui dồi. Nó nổ kìa. Mày, thằng nhóc. Ok, chúng ta sẽ giết con này nữa không? Rồi, thằng Sike này, mình sẽ giết trước khi nó nhắm mình. Ôi, hết đạn rồi. Ok, còn, ôi trời, đó, thấy mình rồi kìa, đấy. Nhắm mình hả bạn? Còn bạn mèo này nữa. Ê, con mền kia, oh shit. Đó, mình sẽ chạy đây, mình giết con nhện này xem nào. Ôi, no.
Ông nghĩ là mình nên giết cái con mèo này chứ đi, con mền này chứ đi. Con mền. Ôi ôi ôi, nó đánh đâu ấy. Trời, chết mình rồi bạn ơi. Ah shit. Ok. Trời, hết đạn nữa. Rồi gặp lũ này nữa. Ôi hết đạn hết. Shit, hết thật đạn luôn rồi. Rồi oh my god, bây giờ mình chỉ còn đạn shotgun và đạn sniper thôi. Nhanh nào, cả đạn gì lâu ấy. Mình giết được nó rồi sao? Mày quá. Mình vẫn còn sống. Có cảnh sát ở đây. Xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Hả? Đúng như chúng tôi nghĩ, chúng tôi đã để hòn tiếp tế ở đây và không thấy đâu nữa thì ra vẫn là còn người còn sống. Được rồi, cậu bé, hãy về chu sở của chúng tôi nào. Yes, mình được cứu rồi.